mắt mờ. Đồ mày đồ đâu bán à. Bày đồ bán đó, ta cột từng cái lại giống đợt trước á, là xong rồi ấy là lấy dao mà cắt chứ, để rất là tả. Vào thôi, vậy đi quay lên TV rồi nè, quay lên YouTube rồi nè. Vậy đi vậy coi gấu thôi. Vậy đi, sẵn rồi. Còn tối lắm. Hả? Còn khuya lắm. Khuya gì? 6 giờ sáng là khuya gì? Khuya 1 giờ. 1 giờ đâu? 6 giờ 15 rồi. Vậy đi. Mẹ đang dẹp đồ rồi, bà dọn đồ ra kìa. Vậy phụ mẹ đi. Dậy lên. Vậy đi. Con mèo nó dậy trên tập thể dục rồi kìa. Dạ. Nè. Dạ. Nó liếm chân rồi kìa. Đó. Dậy đi. Dậy lên. 1, 2. 1, 2, 3 đứng dậy nè. Đứng. Thầy kêu bên đây giờ học bù mà. Qua rồi. Kìa mày, mày không dẹp đồ ra, mày lấp gì? Tao quay ra để tao coi. Hả? Quay coi mẹ con mày xiên cỡ nào, nó kêu dậy kìa. Kêu, không kêu là không dậy luôn. Ngủ sướng à. Hả? Nó không kêu là không dậy luôn. Ghê thiệt. Đó. Có hai con gái à. À, nè, cái rượu nè, nó xiên không?
không kêu cái nó không dậy luôn, ngủ tới 6 giờ rưỡi luôn. Quay lên cho cộng đồng mạng biết luôn. À, coi à, cả nó ngồi, ngồi ngủ dậy nè, chú ụ nè, nó che mặt ra. Siêu nhân nè, nó làm siêu nhân nè, nó ngồi đồng nè. Giờ đó, nó ráp Lego mà xong rồi nó ngủ như vậy kìa. Bây giờ dậy không, dậy đi, 7 giờ vậy. 6 rưỡi rồi, 7 giờ vậy. Ủa mình làm xiên mình cứ ấy nha. Mình làm xiên thì mình quay lên ấy chứ, mình sợ nhất mình làm biến thôi, mình phải mới không quay thôi chứ. Quay xong rồi đi làm. Mà không bày mấy xe bên bán nè. Bỏ mấy cái xe này nó ra ngoài bán nè. Sử dụng lung tung à. Xe chữa cháy này, xe cần cậu nè. Lego, Lego gì nè. Bày ra mà bán chứ. Gấu gạo gì gấu? Lấy cái thuốc kia che nước khỏi xe bỏ ra gấu à, nó thuận đổ đi. Thành ơi, lại đi tốc hành đi.